Dạ rồi. Quay vô nữa. Dạ bây giờ tôi xin phóng sanh số tôm cá nhỏ này. Đây những con cá nhỏ này nếu mình thả nó về tự nhiên á, sau này nó sẽ lớn lên. Dạ. Rồi, bây giờ tôi sẽ phóng sanh mấy em nha. Đưa anh cái máy quay để anh quay cảnh nó dưới nước luôn. Ê, chỗ kia mấy ông kia đang te vậy. Trời. Dạ thưa Bồ Tát, thấy rồi đó. Con chuẩn bị thả số tôm cá này. Thì ông kia đang te lên. Nên bây giờ con phải đứng đây con đợi luôn. Dạ. Dạ, sống hết chứ. Nó đang tê tê. Đâu, ghe, để ghe nó đi đó. Đang tê lên hả? Nói trời tôm hả? Cá nè. Cẩn thận nha mấy bạn cá nhỏ. Đây là những bạn cá đối nhỏ đó. Thì có người hại thì sẽ có người cứu, nhưng mà cái người cứu hiện tại ở sông này hình như có mình em mà đúng không? Biết bao nhiêu người hại. Ai cũng hại hết, có mình em cứu. Đúng rồi, sao để em bơi vô cho mình.